Haot cũng xin được giới thiệu một sản phẩm sử dụng rất tiện ích trên xe. Đó là hệ thống tự động nâng kính khi bấm khóa xe. Tại sao phải sử dụng hệ thống tự động nâng kính? Trong nhiều trường hợp khi bạn mở cửa kính mà quên đóng khi ra khỏi xe, như vậy rất nguy hiểm. Nếu trời mưa thì nước có thể vào trong hoặc có thể là mất cắp đồ. Hoặc là bạn để quên một thứ đồ nào đó mà không muốn mở xe, bạn có thể hoàn toàn mở cửa kính để lấy nó. Để lắp hệ thống tự động nâng cửa kính cho xe, với một số loại xe thì các bạn chỉ cần một thiết bị gắn vào cổng ODB2 như này. Bạn chỉ cần gắm vào vị trí ODB2. Khi cửa kính xe đang mở, bạn chỉ cần bấm khóa là tự động cửa kính sẽ đi lên. Ngoài ra thì để mở cửa kính thì bạn hoàn toàn có thể điều khiển bằng điều khiển. Ví dụ bạn nhìn thấy bốn cửa kính sẽ tự động đi xuống. Tự động đi lên khi bấm khóa xe. Hoặc là bạn dí liên tục nút khóa xe, tự động kính sẽ đi lên. Tự động đi xuống. Tự động đi lên. Rất đơn giản. Với một số dòng xe đặc biệt, với một số dòng xe khác, thì việc lắp hệ thống tự động lên kính thì cần một bộ module điều khiển được đặt trong phần lên kính xe của bạn. Kèm theo nó là bạn có thể hoàn toàn sử dụng để tự động gập gương khi tắt máy, hoặc là khi bấm unlock thì tự động mở gương.